Hôm nay là chiều 28 Tết và cũng như là mỗi năm thì gia đình mình cũng kho một nồi thịt khá là to. Nên cái số lượng dừa này á, mình đã chặt và mình lấy nước để kho với thịt. Và phần còn lại của những trái dừa này đó là phần cơm dừa. Mình thấy phần cơm dừa của những trái dừa này nó cũng khá là dày. Nên mình quyết định sẽ lấy cơm dừa này để làm mứt dừa để mình ăn trong dịp Tết. Và để làm được thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là bỏ quả dừa ra và sau đó chúng ta sẽ nạo cái ra như thế này. Sau khi nạo cái ra thì chúng ta sẽ bỏ một cái thau riêng. Lát nữa thì chúng ta sẽ dùng dao chúng ta gọt những cái vỏ ngoài của cái miếng dừa này, vỏ ngoài màu vàng này để chúng ta lấy phần cơm thôi. Và đương nhiên đó là loại mứt dừa ở nhà làm á, thì nó sẽ không có chất tẩy trắng. Nên khi chúng ta làm ra xong á, thì mứt dừa nó sẽ có màu hơi bị nâu một tí, chứ nó không trắng như khi ở ngoài chợ chúng ta mua. Vì thế khi lát nữa mình chế biến á, mình sẽ cho thêm vào đây bột Milo để cho màu của nó trở nên sậm hơn. Coi như là chúng ta sẽ làm mứt dừa với vị Milo vậy. Sau khi gọt xong chúng ta sẽ tiến hành rửa nó với nước sạch. Phải nói là hệ thống nước ở dưới quê này nó chảy phải nói là rất là khiêm tốn. Đổ nước vô cho lẹ không? Đâu chia hai, uống gì vậy? Năm mùa phải không? Đó, thấy chưa? Năn nỉ không muốn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọt những cái vỏ màu vàng ở bên ngoài cơm dừa này ra. Để lát nữa chúng ta sẽ xắt những cái phần cơm dừa này nhỏ hơn nữa. Sau khi đã gọt sạch phần cơm dừa thì chúng ta sẽ bắt đầu xắt nó nhỏ hơn một tí nữa. Về phần xắt độ to của nó như thế nào thì tùy mình thôi, vì cái này mình làm ở nhà ăn nè, mình xắt miễn sao thì thấy nó được được một tí là được rồi. Những loại mứt dừa mình làm ở nhà như thế này á thì thực sự ăn nó rất là ngon. Thứ nhất á, là nó sẽ không có chất bảo quản. Và thứ hai á, đó là những loại mứt dừa ở nhà mình làm như thế này á, thì mình đều lựa những loại cơm dừa vẫn còn non và nó chưa bị quá khô như những loại ngoài chợ nó bán. Còn những loại ngoài chợ mà nó bán á, thì đa số để có được cái hình thức đẹp như vậy á, thì họ thường lựa những loại dừa có cơm dày. Và những loại có cơm dày á, thường là những loại dừa khô. Nên khi làm thành mứt dừa thì mứt của nó ăn khá là cứng. Và vì là dừa khô nên hàm lượng dầu của nó khá là nhiều. Nên khi bạn ăn thì sẽ có cảm giác là gắt dầu và nó làm bạn rất là mau ngán. Và bước tiếp theo á, là mình sẽ chuẩn bị những cái gói bột Milo như thế này. Mình sẽ bỏ vào trong chảo để mình xào chung với loại mứt dừa lúc nãy. Tao đi về cho rồi thôi chứ. Sau khi các bạn thái mứt dừa xong á, thì các bạn bỏ vào chảo như thế này. Các bạn cho một lượt đường vào,
Lượng đường này thì các bạn cứ cho khi nào mà cảm thấy vừa thì thôi. Nhiêu đường? Các bạn nên nhớ là phải cho một ít nước vào trong chảo. Và khi đó các bạn sẽ xào đến khi nào mà cái lớp đường đó nó khô và nó áo lại một lớp mỏng trên những cái cơm dừa, là lúc đó chúng ta sẽ làm xong hoàn thành. Và khi xào với đường một lúc ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ gói những gói 1kg này vào. Ba ông chỉ rửa nó đây nó. Rửa là sao mà ô quế chỗ đường đi tao út mày đó. Còn về liều lượng bỏ bột Milo á thì các bạn cũng chỉ nhắm chừng thôi. Vì bột Milo này nó chỉ ảnh hưởng nhiều đến hương vị và cũng như màu sắc của loại mứt của chúng ta thôi. Còn về độ ngọt á thì là quan trọng là lúc chúng ta cho đường vào thôi. Chứ cái bột này nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến độ ngọt đâu. Thực sự thì để làm mứt dừa thì nó không quá khó, nhưng nó mất khá nhiều thời gian. Để có thể xào xong một chảo như thế này á thì mất thời gian khoảng là 2-3 tiếng thì nó mới có thể khô đường và nó áo lên một lớp đường trên phần cơm được. Sau khi đổ Milo vào á thì chúng ta sẽ chỉ việc xào và chúng ta sẽ việc khuấy đều như thế này cho đến khi là lớp đường nó khô lại, là chúng ta sẽ có thành phẩm là mứt dừa hương vị Milo. Do chính tay ở nhà chúng ta làm và không hề có chất bảo quản hay là chất tẩy gì hết. Đóng tủ bằng ghế hồi xưa tao nói với mày, không có cơm ăn, muốn ăn. Mà bây giờ hai chồng đã chục chiếc xe bảy chỗ. Ở trong đường đường định chỗ quẹo vô mua là thả tủ ghế của nó không? Quang mày làm được khổ không mẹ? Quá giàu luôn. Và đây là thành quả sau 3 tiếng mà chúng ta đã xào mứt dừa. Thì mứt nó sẽ ra màu như thế này. Và khi chúng ta cầm vào những cọng mứt như thế này á, thì nó vẫn còn độ mềm nhất định, chứ không có cứng như là cái loại ngoài chợ chúng ta mua. Ăn vào thì nó rất là mềm và nó có cả hương vị của Milo, nên ăn thật sự rất là thích. Và video về làm mứt dừa đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nhớ bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.